Hello cả nhà nhé. Hôm nay em đang có mặt tại xã Hòa Long, mặt tiền đường 40 ở gần ngay chợ Hòa Long, để gửi tới quý anh chị, quý nhà đầu tư lô đất đây. Tổng diện tích của nó là 295m, chiều ngang của nó là 9m, lô góc hai mặt tiền đấy cả nhà. Đây, đây đường 40 chuẩn bị mở rộng rất đẹp nhé. Đường mở rộng 15m, có vỉa hè. Quay sắp rồi lô đất. Trong thì người ta đang để đồ, nhờ để đồ của làm đường ấy. Đây là mặt tiền trước đường nhớ, còn đây là mặt tiền bên cạnh. Đấy, đường nhớ bên cạnh này xây nhà rất là đẹp nha cả nhà. Theo hướng em đang quay bên phía đấy thì mình đi lên chợ Hòa Long, từ đây lên chợ Hòa Long là khoảng tầm 300m. Còn cái hướng ngược lại thì mình đi đối diện là ủy ban ấp. Còn quay hướng ngược lại thì mình đi xuống trung tâm thành phố Bà Rịa, bệnh viện Bà Rịa. Khu dân cư an ninh rất là tốt nhất này nha. Quý anh chị, quý nhà đầu tư hoặc quý khách nào thiện chí mua ở thì liên hệ em, số điện thoại 0987068679. Giá của lô đất là 3,9 tỷ có thương lượng. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.